Dạ, chị Nguyễn Mến chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn. Thì hôm nay chị Nguyễn lại tiếp tục review và gửi đến quý anh chị mình một mẫu nhà nằm ở trên trục đường Long Phú. Thì ở đây, từ vị trí nhà mình di chuyển về các quận huyện lân cận như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình thì mình di chuyển mất tầm khoảng là 25 đến 30 phút thôi nha quý anh chị. Thì từ ngôi nhà mình ra tới đường nhựa Long Phú thì mất tầm khoảng 10 mét thôi. Đó, mình có thể đứng đây và thấy đường lộ nhựa luôn. Thì trong cái dãy này chị bên đơn vị chị Nguyễn xây khoảng 20 căn nhưng mà bên đơn vị chị Nguyễn đã bán full hết rồi, chỉ còn một căn duy nhất để gửi đến quý anh chị mình thôi nha. Thì đường vào nhà của mình là đường bê tông rộng khoảng 4 đến 5 mét, xe ô tô, xe tải mình có thể di chuyển đậu tới trước cửa nhà mình luôn nha quý anh chị. Thì với cái mẫu nhà của mình là với diện tích là ngang 4 mét, dài tận 9 mét luôn. Nó được thiết kế là một trệt, một trệt là hai lầu, nó có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, một không gian phòng khách và một không gian phòng bếp, rất là rộng rãi và thông thoáng luôn. Được bán với mức giá đúng đúng 900 triệu thôi nha quý anh chị. Quá tuyệt vời với cái mẫu nhà này, quá trời rẻ luôn nha quý anh chị. Với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong luôn, còn mới đến còn mới 100% luôn nha quý anh chị. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn để mình bước vào trong để mình khám phá không gian ở trong nhà nha quý anh chị. Thì trước khi vào nhà thì được bên đơn vị của trường Nguyễn ốp lát cái mặt diện ngoài là đã bóng kính, càng lau càng bóng nha quý anh chị, được ốp lát từ dưới tặng lên tới lên trên luôn. Thì nước của nhà nước thì điện cũng đã vào chính thức rồi nha quý anh chị, điện âm, nước âm, cái gì nó cũng âm hết rồi, là trong nhà mình nhìn rất là đẹp và rất là sang luôn. Thì trước khi bước vào nhà thì cũng được bên chủ đầu tư người ta đổ một cái nền nhà cao hơn cái mặt đường khá là nhiều luôn, mình về mình ở thì nó không sợ mưa nước nó tràn vào nhà nha quý anh chị. Bước tiếp nữa là một cái lớp cửa sắt sơn tĩnh điện bốn cánh nha, với kính là kính cường lực rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Đó. Thì ngôi nhà của mình là có cái hướng là hướng tây bắc nha quý anh chị, rất thích hợp cho gia đình nào đang cần tìm nhà hướng tây bắc để mình mua mình ở hoặc là mình mua đầu tư, xin lời rất là cao luôn. Thì đây là một cái không gian phòng khách rất là rộng rãi và thoải mái luôn nha quý anh chị. Thì ở dưới thì được lót gạch là đá bóng kính khổ 60 x 60, phía trên thì được ốp lát lên tận tới 1m3 cho gia đình mình. Thì ở trên trần là trần thạch cao nguyên khói, có gắn bóng đèn lon và đèn led đèn thứ hai thắp sáng hết ngôi nhà của mình luôn. Đó, về với anh chị mình chỉ cần chọn đồ vào ở thôi nha quý anh chị. Thì đây là cái không cái mặt diện đối diện với phòng khách mình, thì cũng được bên đơn vị của em cho ốp lát và đặt nổi, nhìn rất là sang luôn. Ở đây có những cái bậc tam pha, về cô chú anh chị mình có thể trưng bày rượu hoặc là những bình bông, những quà lưu niệm tùy ý thích mỗi gia đình mình nha. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn tiến xuống không gian bếp. Thì không gian bếp cũng rất là rộng luôn nha quý anh chị, không gian bếp này rất là rộng rãi luôn, được thiết kế rất là rộng, ở phòng khách cũng rộng rồi, xuống đây càng rộng hơn. Đó, thì ở đây là cái không gian bếp được thiết kế theo chữ kiểu L, có tủ bếp trên và tủ bếp dưới bằng gỗ nha quý anh chị. Mặt đá là mặt đá hoa cương nè, đá hoa cương và bồn inox 304, chống rỉ sét, chống hao mòn luôn. Đó, ở phía này thì cũng được bên đơn vị em để trống và trường có một cái ống nước ra, ống nước vô để mình lắp đặt máy giặt ở không trong không gian này nha quý anh chị. Ở trên cũng là trần thạch cao nguyên khối luôn nha quý anh chị, rất là tuyệt vời. Từ vị trí ngôi nhà của mình di chuyển về các quận huyện lân cận á, thì mình đi tầm khoảng là 25 đến 30 phút thôi. Đó, ở đây thì ngoài đường Long Phú này là đường thông hai hướng, mình một hướng mình có thể di chuyển về ngay bến xe buýt Thương Long và một hướng về ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc nha quý anh chị, khá là tiện lợi luôn. Đó, thì đây là không gian nhà vệ sinh được đặt ở dưới chân cầu thang. Đó, thì cũng đầy đủ tiện nghi cho cô chú anh chị mình sử dụng như bồn cầu, bồn rửa mặt, giò sen, giò xịt, giò tắm rồi đầy đủ để phục vụ đến cô chú anh chị mình. Thì với căn nhà này với diện tích là ngang 4 mét, dài tận 9 mét luôn, được thiết kế một trệt lên tận 2 lầu, thì nó có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, nó một phòng khách và một không gian bếp, được bán với mức giá 900 triệu. Thì ngôi nhà của mình thì được giấy tờ là mình công chứng quy bằng nha quý anh chị, công chứng quy bằng. Nếu quý anh chị mình thấy căn nhà này hợp với mình, vừa túi tiền với mình thì cứ liên hệ ngay cho chị Nguyễn qua số điện thoại chị Nguyễn có để trên màn hình. Nếu thì tới lúc đó chị Nguyễn sẽ gửi sổ, gửi vị trí, gửi cho cô chú anh chị mình trước để cô chú anh chị mình tham khảo coi có thuận tiện đường mình đi về các trung tâm quận huyện không hay không nha quý anh chị. Nếu cảm thấy thuận tiện thì cứ alo cho chị Nguyễn, chị Nguyễn sẽ ra đón cô chú anh chị mình tới tận nơi. Căn nhà này đúng giá, đúng vị trí, đúng mẫu nhà đó, rồi cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Và đây là đường bước đi lên tầng trên của gia đình mình, thì cũng được lót đá hoa cương nha quý anh chị, được ốp gạch là gạch men trắng rất là sang trọng luôn. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn tiến lên trên để khám phá không gian tầng trên nha.
Thì đây là cái lầu 1 của gia đình mình. Thì cái lầu 1 này được thiết kế hai phòng nha quý anh chị. Đây là phòng đầu tiên của gia đình mình. Thì cái phòng này cũng khá là rộng luôn, khá là rộng rãi luôn nha quý anh chị. Thì chị Nguyễn nghĩ á, cái căn nhà này nè rất thích hợp cho gia đình mình có thành viên từ 4 người đến 6 người mình ở, rất là rộng rãi luôn. Tại vì mình có cái tặng cái 4 phòng lận nha quý anh chị, 4 phòng 3 nhà vệ sinh. Cái phòng này thì được có một cái lỗ thông gió ngoài này quý anh chị, rất là thông thoáng luôn nha. Đó. Thì cửa của mình là cửa gỗ nguyên khối nha quý anh chị, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Thì không nha, gian nhà vệ sinh thì được đặt giữa hai phòng cho gia đình mình tiện sử dụng nha. Thì cũng đầy đủ bồn cầu, vừa sen vừa xịt, đó, khá là tiện dụng luôn. Đó. Đây đây là cái gian phòng thứ hai của gia đình mình. Gian phòng này rất là rộng luôn nha quý anh chị, rất là rộng rãi luôn. Nó có một cái ban công ở phía ngoài rất là tuyệt vời. Ở trên trần vẫn là trần thạch cao nguyên khối và đèn thứ hai đã thắp sáng hết cái phòng của mình rồi nha quý anh chị. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng ra ban công để khám phá không gian ngoài nha. Thì ra đây thì cái ban công của mình có không hẳn là được một khoảng 1 mét nha quý anh chị. Ra đây rất là mát luôn. Thì cái căn nhà mình là có cái hướng tây bắc mà, nên gió nó đứng ngoài này gió cứ thổi hiu hiu và mình cảm thấy rất là mát mẻ luôn nha quý anh chị. Thì cái đường lộ nhựa ngoài này nè, đường thông hai hướng nha quý anh chị, rất là tiện để mình đi tới đi lui, đi về các quận huyện trung tâm luôn nha. Thì xem đến đây rồi, nếu quý anh chị mình thấy căn nhà này hợp thì cứ gọi ngay cho chị Nguyễn. Nếu cảm thấy căn nhà này chưa hợp với mình, chưa vừa túi tiền với mình thì cô chú anh chị mình có thể bấm vào phần video chị Nguyễn. Phần video của chị Nguyễn có rất là nhiều mẫu mã nhà đa dạng, giá cả, vị trí đều khác nhau nha quý anh chị. Thì xem đến đây rồi, đừng quên bấm đăng ký kênh của cho chị Nguyễn nha. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng tiến lên trên lầu cuối cùng của gia đình mình để mình khám phá không gian tầng trên nha. Với căn nhà vừa mới hoàn thiện xong luôn nha quý anh chị. Với diện tích là ngang 4m, dài tận 9m luôn. Được thiết kế là một trệt lên tận 2 lầu, nó có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Được bán với mức giá đúng 900 triệu thôi nha quý anh chị. Đúng 900 triệu thôi. Đó, thì ngôi nhà của mình thì công chứng quy bằng nha. Nếu quý anh chị mình cảm thấy hợp và vừa tới thiện mình thì cứ gọi ngay cho chị Nguyễn. Thì ngôi nhà của mình thuộc là khu phố Long Phú, thị trấn Long Duột, huyện Long Duột, tỉnh Long An nha quý anh chị. Nó rất là tuyệt vời luôn. Thì cái căn nhà này rất là rộng rãi. Căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong luôn nha quý anh chị, còn mới 100% luôn nữa quý anh chị, khá là tuyệt vời luôn. Thì ở đây là tầng 2 của gia đình mình, đây là cái đầu cái phòng đầu tiên của trên tầng 2. Đó, cái phòng này cũng rất là rộng luôn nha. Thì thiết kế mẫu mã chang nhau thôi nha quý anh chị. Đó. Trên đây thì cũng được hai phòng và một nhà vệ sinh, khá là tiện dụng cho gia đình mình. Đó, cũng đầy đủ tiện nghi như bồn cầu, vừa sen vừa xịt. Đó. Đầy đủ cho cô chú anh chị mình về sử dụng nha. Cửa của mình vẫn là cửa gỗ nha quý anh chị. Đó, rất là tuyệt vời. Thì cái đây là cái phòng thứ hai của trên lầu 2 của gia đình mình, cũng thiết kế mãi trang nhau, cũng là trần cao nguyên khối, điện thứ hai, dây chờ máy lạnh đầu đầy đủ cho gia đình mình rồi nha. Với diện tích và giá cả khá là hợp lý luôn nha quý anh chị. Chị Nguyễn thấy cái căn này là rẻ nhất khu vực luôn. Đó, cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Với mẫu mã nhà ngang 4m mà dài tận 9m, lên tới 2 lầu luôn, và bán với mức giá chỉ có 900 triệu thôi nha quý anh chị. Không nghe lầm đâu, quá tuyệt vời luôn quý anh chị ạ. Thì bước ra đây thì là một cái ban công của tầng 2 của gia đình mình. Ra đây thì mình nó rất là mát luôn nha quý anh chị. Đứng đây mình có thể được thấy được toàn cảnh xung quanh luôn. Đó, với một mức giá chỉ có 900 triệu thôi, tìm đâu ra căn thứ hai giống mẫu mã và y chang như cái thiết kế này quý anh chị. Thiết kế theo cái mẫu mã mới nhất năm 2022 luôn. Đó, thiết kế hiện đại luôn nha quý anh chị, khá là tuyệt vời. Căn nhà của mình là mang chủ đạo màu trắng nữa. Đó, nhìn bước vào rất là sang trọng luôn nha quý anh chị. Thì đây là cái tầng 2, mình đứng đây nè, mình thấy đường nhựa Long Phú, đường này là mình có thể đi đường thông hai hướng. Một hướng là mình ra đó mình rẽ tay trái là mình chạy thẳng ra tới bến xe buýt Thăng Long. Một hướng rẽ tay phải là mình chạy ra ngay trung tâm thị trấn Hàng Dù. Rất là tiện lợi cho cô chú anh chị mình đi về các quận huyện trung tâm luôn. Thì xem đến đây rồi quý anh chị mình, đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn, để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến cô chú anh chị mình nha. Bên kênh nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn là kim châm làm việc, nhà thật giá thật, vị trí thật, không xạo không ảo để mất thời gian của cô chú anh chị mình. Đó, bên chị Nguyễn có nhận ký gửi mua bán nhà đất chính chủ luôn. Nếu quý anh chị nào có nhà hoặc đất muốn bán thì cứ gọi ngay cho chị Nguyễn, chị Nguyễn sẽ xuống review để gửi cho cô chú anh chị mình bán nhanh hơn nha. Thì cảm ơn quý anh chị mình đã xem hết video của chị Nguyễn. Thì giờ chị Nguyễn cũng xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo nha.